Đặt hàng gần một tháng mới về. Đây là một chiếc đồng hồ vạn năng của hãng GVDA. Chúng ta sẽ xem xem nó sẽ có gì. Bên trong chỉ có một cái hộp. Đây là một cái túi khá nhỏ nhắn xinh xắn này. Đây là cái gì đây? À một cái thư cảm ơn của hãng. Rồi rồi cảm ơn hãng. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Chúng ta sẽ xem. Đây. Wow. Quá ngon lành cảnh đào luôn các bạn ạ mình rất thích cái đồng hồ mà nó có thêm cái túi bọc như này cầm đi nó gọn nhàng đây đây là cái phụ kiện của nó đây thì nó sẽ cho chúng ta một cái can nhiệt để chúng ta đo nhiệt độ một cái bộ que đo ok đồng hồ nào thì nó cũng phải bộ que đo rồi Thì que đo này là mắc là 10A này và độ cách điện là cát 3 này OK, chúng ta bỏ sang bên. Còn đây là cái gì? Đây là một cái quyển hướng dẫn sử dụng toàn bằng tiếng Anh. Rồi chúng ta bỏ sang bên đây. Còn đây là cái nhân vật chính của chúng ta đây. Ôi trời ơi, ngon chưa? Các bạn nhìn thấy không? Nó không khác gì một chiếc điện thoại luôn. Đây, to bằng nhau đúng không? Đây con iPhone bên tay trái này, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, cái đồng hồ của chúng ta, nó to bằng một cái điện thoại luôn. Alo tiếc rằng là nó không có loa thôi đây nó còn có cả ốp nhé đây nhé các bạn đây là cái ốp nhựa này có khác gì cái điện thoại đâu cơ chứ đấy ốp nhựa đấy rồi à, trên mặt của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy một cái màn hình và đây là của cái hãng GDVA thì cái hãng này là một cái hãng cũng tương đối nổi tiếng về các cái thiết bị đo và cái mã của nó là GD128 các bạn nhé ở trên đây thì nó sẽ có 5 cái nút để chúng ta có thể điều khiển này. Ở dưới nó sẽ có bốn cái lỗ để chúng ta cắm này. Thì bốn cái lỗ này tương ứng với bốn cái đèn led ở phía trên này. Và khi mà chúng ta chuyển thang cái thang đo nào thì lập tức cái đèn led ở đây nó sẽ sáng và nó sẽ báo hiệu cho chúng ta để chúng ta biết cách để chúng ta cắm. Thì ở bên hông nó sẽ có một cái nút APO này trên là nó sẽ có một cái nút nguồn này. Ở đây là nó sẽ là cảm biến điện trường này. Thì cái này nó là dò điện này. Còn ở đây nó là cái đèn pin này. Rồi, bật lên thì chúng ta sẽ nhấn giữ cái nút nguồn này trong khoảng 2 giây. Wow, khá đẹp luôn các bạn ạ. Mình nhìn ở đây, màn hình khá sáng luôn nha các bạn nhé. Bây mình tắt bớt đèn đi. Các bạn nhìn thấy chưa, tắt đèn đi này. Cái này thì các bạn sử dụng ở trong bóng tối cực kỳ ngon luôn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành test một số các cái chức năng của nó xem nó có đáng đồng tiền bắt gạo hay không. Với cái đồng hồ này thì nó sẽ có cái chế độ đo là đo auto này. Khi mà chúng ta đo ở cái chế độ đo auto thì nó sẽ tự động nhận diện ba cái thang đo. Thứ nhất là thang đo điện áp này, thứ hai là thang đo điện trở này và thứ ba là thang đo thông mạch. Nó chỉ có ba cái thang đo đấy là cái thang đo auto thôi. Còn các thang đo như là diode này, tụ điện này, rồi NCV line này, rồi tần số các thứ ấy thì nó không được tự động được các bạn nhé. Chúng ta cần phải chuyển thang đo để chúng ta đo. Bây giờ mình sẽ đo ở cái thang đo tự động này trước để cho chúng ta xem. Đầu tiên mình sẽ chập hai cây đo. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta chập que đo là chúng ta đang đo thông mạch thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ tự động nó chuyển về cái thang đo, đó là thang đo chập mạch. Và nó sẽ phát ra cái tiếng kêu bíp bíp. Tuy nhiên cái tiếng kêu bíp của cái đồng hồ này nó khá nhỏ luôn, rất chi là khó nghe nếu như ở trong môi trường của nào. Và đồng thời nó sẽ có một cái đèn báo xanh ở trên này, nó phát sáng này, mình nhả ra này. Nếu như các bạn không nghe thấy thì các bạn nhìn thấy cái đèn báo xanh này thì là các bạn sẽ biết được rằng là nó đang thông mạch. Với cái chế độ đo thông mạch này thì khi mà đo mà hai cái đầu mạch của chúng ta có cái điện trở dưới 50 ohm thì nó sẽ tự động nó sẽ báo thông mạch cho chúng ta. Ở đây mình sẽ có con trở này là con trở 3,9 kilo ohm và chúng ta sẽ đo test xem xem điện trở của nó có được 3,9 không nhá. Đây mình vẫn đang để cái chế độ auto này. Ok 3,9 kilo ohm các bạn nha, rất chuẩn xác luôn. Ở đây mình có con điện trở này là con điện trở 10 mega ohm nhé. Chúng ta sẽ đo xem như nào. 9,9 mega gần 10 mega tương đối chính xác các bạn ạ. Rồi vẫn để cái thang đo auto. Bây giờ chúng ta sẽ đo sang điện áp. Mình sẽ đo cái điện áp một chiều trước bằng cách là đo cục pin này. Và mình vẫn để cái thang đo auto. Thì các bạn thấy là nó sẽ tự động nhận dạng điện áp một chiều đúng không ạ? Và điện áp một chiều đang là 1,45V. Và bây giờ mình vẫn để thang đo tự động và chúng ta sẽ đo sang cái điện áp xoay chiều ở đây. Còn này thấy không? Nó sẽ tự động nó sẽ chuyển sang cái thang đo AC là điện áp xoay chiều. Là điện áp xoay chiều đang là 229V với cái tần số là 50Hz. Ở đây mình sẽ dùng luôn cái đồng hồ Kyoritsu của Nhật Bản này. Mình sẽ đo xem cái điện áp xoay chiều nó có tương ứng như vậy hay không. Thì các bạn nhìn thấy này. Cũng là 229V. Cái này cũng là 229V, nó chỉ lệch nhau khoảng không mấy V thôi. Như vậy là các bạn thấy là cái đồng hồ này khá chính xác luôn. Thực ra các cái thang đo của cái đồng hồ này mình cũng đã test rồi và mình thấy là rất tin tưởng luôn. Rồi thì đấy là cái chế độ thang đo tự động. Các bạn nhấn cái nút auto này một lần thì bắt đầu là sẽ chuyển thang các cái thang đo bằng tay. Các bạn nhấn một lần thì cái mũi tên này nó sẽ chuyển thang đang đo, đo này là thang đo điện áp nhé các bạn nhé. Điện áp thì ở đây nó có chữ DC là chúng ta đo điện áp một chiều. Và nếu mà chúng ta muốn điển thang điện áp đo xoay chiều thì chúng ta sẽ nhấn cái nút sao này. Tức là mỗi cái thang đo này nếu mà thang đo nào nó có hai cái chế độ đo thì chúng ta sẽ nhấn cái nút treo này để chuyển sang hai cái chế độ đo. Đây. AC này. DC này, AC này. Nhấn nút function một lần nữa thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ đo điện trở. Và các bạn nhìn thấy này, ở phía dưới nó sẽ có cái đèn nó nháy nháy này là nó sẽ báo hiệu cho chúng ta là khi mà chúng ta đo ở cái thang đo điện trở này thì chúng ta cần phải cắm cọc đo vào hai cái lỗ tương ứng với cái đèn nháy như vậy. Đó như vậy là nó chỉ dẫn cho chúng ta là chúng ta phải cắm vào cái lỗ nào cho nó chuẩn. Thang đo này là thang đo chập mạch này, nhấn lần nữa thì thang đo diode này, đây mình sẽ đo con diode này. Đây, thang đo này là đang đo ngược thì nó sẽ không lên này, chúng ta sẽ đảo con diode này. Ok, như vậy là con diode này còn sống, điện áp rơi trên con diode là 0,57V. Đấy là cái thang đo diode. Chúng ta nhấn một lần nữa sang thang đo tụ điện thì các bạn nhìn thấy nó cũng có cái đèn báo là chúng ta vẫn dùng cái tụ điện ở đây. Ở đây mình có hai con tụ, một con tụ là 20 microfarad, một con tụ 10 mi và chúng ta sẽ đo xem. Mình sẽ đo con tụ 10 mi này trước. Với cái tụ mà có cái điện dung càng lớn thì thời gian đo nó sẽ càng lâu các bạn nhé. Rồi 10 microfarad như vậy là tương ứng với cái số mi họ nhà sản xuất ghi trên đây. 20,48 microfla Ok như vậy là tương đối chuẩn rồi Thang đo tiếp theo là millivolt với cái thang đo millivolt này thì các bạn sẽ đo những cái điện áp mà nhỏ khoảng dưới 1V này thì chúng ta sẽ chuyển sang cái thang đo millivolt này chúng ta đo nó sẽ chuẩn hơn rồi thang đo tần số và duty cây cầu là phần trăm này đây ví dụ mình đo cái điện áp lưới này thì điện áp lưới thì có cái tần số là 50Hz rồi và duty ti cây cầu nó cũng là 50Hz đấy các bạn nhìn thấy là tần số là 49,93Hz này và đu ti cầu là 50, 50, 50 ok C và F thì đây là đo nhiệt độ rồi thì nhiệt độ phòng của chúng ta đang là 29 độ C nếu mà các bạn cần đo nhiệt độ một cái thiết bị nào đó thì các bạn có thể dùng can nhiệt này chúng ta cắm vào đây cắm vào hai cái lỗ này là chúng ta sẽ dùng cái can này chúng ta sẽ đặt cái đầu dò nhiệt này vào để chúng ta đo đây, cái chức năng NCV này thì cái chức năng NCV này cũng khá tiện dụng khi mà chúng ta dò những cái dây điện mà nó có điện hay không. Ví dụ như đây, cái dây này đang có điện này, cái đèn nó sáng này thì chúng ta sẽ đặt cái đầu dò, cái này là cái đầu dò này. Thì các bạn nhìn thấy khi mà đặt sát vào dây điện thì nó hiển thị chữ H này và có cái đèn đỏ này, xa này thì là mất này, gần này. Đó, thì là nó hiển thị chữ H này. Thì như vậy là cái dây này đang có điện, bây giờ mình rút điện ra. Này, màn hình không lên nữa. Thì mình sẽ đo gần này như vậy là nó không hiển thị chữ H cũng như là không báo đèn đỏ như vậy là cái dây này là đang không có điện rất tiện dụng để khi mà chúng ta dò dây có điện hay không cái này cũng có thể dò âm tường được nhưng mà cái âm tường ở cái mức độ là nông thôi còn nếu như mà âm tường mà nó sâu quá tức là cái dây nó nằm chìm sâu trong âm tường quá thì à, gần như là nó không phát hiện được cái thang đo này nó còn có cái chế độ đo leave thì chúng ta nhấn cái nút sell lần nữa để chúng ta sẽ chuyển sang cái chế độ đo leave đây khi mà chúng ta nhấn sang cái chế độ đo thì các bạn nhìn thấy ở đây nó có cái đèn nó nháy, nó chỉ có một đèn nháy thôi thì nó báo là chúng ta cắm cái que đỏ vào một cái lỗ này và nó sẽ biến cái que đỏ của chúng ta thành một cái bút thử điện nhé. đây mình sẽ đo cho các bạn này. rồi các bạn nhìn thấy khi mà chúng ta cắm vào một cực mà nó sáng đèn đỏ báo chữ H là cực này đang là dây pha các bạn nhé. còn chúng ta cắm cực còn lại mà nó không báo cái gì thì đây là dây trung tính. đó thì biến thành một bút thử điện rất tiện dụng. Rồi chúng ta nhấn một lần nữa thì sang cái chế độ đo, đo ampere thì chúng ta nhìn thấy ấy, nó sẽ báo hiệu chúng ta phải cắm cái dây đỏ vào cái cọc này. Với cái chế độ đo miliampe thì chúng ta chỉ đo được tối đa là 600 miliampe thôi. Nếu mà các bạn đo dòng lớn hơn 600 thì lập tức là cầu trì bên trong nó sẽ cháy. Nhấn một lần nữa thì là sang đo ampe thì đo dòng tối đa là 10 ampe chúng ta sẽ cắm vào đây. Hoặc là chúng ta đang ở cái chế độ auto hay bất kỳ một chế độ nào mà chúng ta cắm cái que đỏ vào hai cái cọc mà đo dòng này thì lập tức là Thang đo sẽ tự động nó sẽ chuyển cho chúng ta. Đây ví dụ như đang ở chế độ auto này, mình sẽ cắm vào cọc đo mười milimber, thì các bạn nhìn thấy nhá, nó sẽ tự động chuyển sang cái thang đo ampere chúng ta. Đây, mình ví dụ mình đang đặt ở cái chế độ đo điện trở này, mà chúng ta cắm vào cọc mA thì nó cũng sẽ tự động chuyển. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ tự động chuyển sang cái thang đo là mm cho chúng ta. Rất tiện dụng. Và mình lưu ý với các bạn là khi mà chúng ta đang cắm cái cọc ở cái thang đo dòng này thì các bạn tuyệt đối không được đo điện áp hoặc là đo tụ điện nhé Bởi vì nếu các bạn đo điện áp hoặc tụ điện thì nó sẽ có một cái điện áp nhất định và nó sẽ làm cháy cầu trì ở bên trong hoặc là có thể là làm cháy cái đồng hồ này. Ngoài ra cái đồng hồ này nó cũng có một số các cái tính năng khá hữu hiệu luôn nha các bạn nhé. Đây ví dụ như là mình đang đo cái điện áp này là cái điện áp một chiều. À, và các bạn có nhìn thấy cái nút này là cái nút min max này thì cái nút min max này sẽ cho chúng ta biết được cái điện áp lớn nhất là là bao nhiêu và cái điện áp nhỏ nhất là bao nhiêu tại cái phép đo hiện tại nhé đây hiện tại mình đang đo này và điện áp max là 18,97 này nhấn một lần nữa là điện điện áp min là cũng là 18,97 như vậy là với cái nguồn điện này của mình à, cái điện áp max và điện áp min bằng nhau như vậy là cái nguồn điện là nguồn điện sạch nó không có cái sự thay đổi các bạn thoát cái min max này bằng cách nhấn giữ này thì nó sẽ thoát ra đây, ví dụ như là mình đo cái điện xoay chiều này. Thông thường cái điện xoay chiều nó sẽ có cái sự dao động giữa min và max. Đây, điện áp xoay chiều của chúng ta đang là 229,2V. Chúng ta sẽ nhấn một lần. Thì đây, điện áp max của chúng ta đang là 229,3V. Nhấn một lần nữa. Thì điện áp min của chúng ta là đang 229,2V. Đó, thì cái min max này nó sẽ cho chúng ta cái điện áp tại cái thời điểm đo là lớn nhất và nhỏ nhất là bao nhiêu. Rất tiện dụng luôn. Ở đây nó còn có một cái nút nữa nó là cái nút ria này Cái nút ria hâu này Thì cái nút hâu thì chắc cũng nhiều bạn cũng đã biết rồi Cái nút hâu là cái nút sẽ ghim cái phép đo của chúng ta Ví dụ đây mình đang đo cái điện áp một chiều là 18,97V Mình nhấn một lần thì nó hiển thị chữ hâu thì chúng ta bỏ cái, cái, que đo ra Chúng ta không đo nữa Thì nó vẫn giữ cho chúng ta cái giá trị để chúng ta xem Chúng ta đọc đây ở cái phím này nó có một cái tính năng ria này khá hay. Cái tính năng này mục đích là nó sẽ đo cái điện áp tại hai cái đầu mạch nào đó và nó sẽ so sánh các cái phép đo tại hai cái đầu mạch đấy. Đây giả sử như là đây có hai cái đầu đây, hai đầu mạch đây, mình sẽ kẹp vào mình sẽ đo. Đo hai cái đầu này. Và hiện tại khi mà chúng ta đo thì cái điện áp ở hai đầu mạch của nó là đang là 18,97, mình nhấn giữ cái nút ria. Rồi, nếu như mà cái phép đo sau mình bỏ ra mình sửa chữa và đo lại một lần nữa mà cái phép đo sau nó vẫn là 18,97 đo lần nữa thì nó sẽ về bằng không còn nếu không thì nó sẽ lệch có nghĩa là nó đang lấy cái phép đo trước trừ đi phép đo sau đây ví dụ như mình đo lại này. đó nó về bằng không thì đây hiện tại nó đang 0,01 này đây 0.001 này. Đây nó về bằng 0 như này thì phép đo sau bằng với giá trị phép đo trước bởi vì nó lấy giá trị trước trừ đi giá trị sau. Nhưng mà bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái điện áp của phép đo sau nó thấp đi một chút. Lúc nãy là khoảng 19V đúng không? Bây giờ mình sẽ chuyển sang khoảng 10V. Như vậy là nó lệch khoảng 9V. Bây giờ mình sẽ đo. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ lệch này, nhìn này, nó sẽ là 8,99V coi như là nó lệch 9V. Và chúng ta sẽ biết được rằng là à, hai cái đầu mạch của chúng ta đang đo như này là đang có cái sự chênh lệch điện áp và chúng ta sẽ biết cách để chúng ta sửa sao cho nó phù hợp. Thì các bạn nhìn thấy ở trên cái đồng hồ của nó này, nó sẽ có một cái nút nguồn này. Nếu mà cái nút nguồn này hiển thị thì nó sẽ báo cho chúng ta là sau 15 phút nếu như mà không sử dụng thì nó sẽ tự tắt. Còn nếu mà nó mất đi bằng cách là nhấn cái nút này thì nó sẽ sử dụng cho tới khi nào hết pin thì nó mới tắt thì thông thường các bạn nên bật nó lên bằng cái nút này đây là cái nút dành riêng để bật tắt để nó tự tắt còn ở bên hông thì nó có một cái nút để bật đèn các bạn nhấn một lần thì là đèn lên nhấn lần nữa đèn tắt nhấn một lần đèn lên thì cái đèn này nó không sáng cho lắm nhưng mà nói chung là cũng đủ để chúng ta có thể sửa chữa trong bóng tối với cái đồng hồ này thì nó sẽ dùng 3 viên pin và các bạn sẽ mở cái phía đáy ở đây ở đây nó sẽ có một con ốc các bạn mở nó ra để để các bạn lắp pin nó vào đây, nó sẽ dùng 3 viên pin này. Nó hết pin thì nó sẽ báo. Đây, các bạn nhìn thấy nó khi mà nó hết pin nó sẽ có báo cái cái, cái biểu tượng pin ở đây. Hiện đây, đây sắp hết pin rồi. Đấy nó sẽ báo cái biểu tượng pin ở đây là chúng ta nên thay đi. Rồi, các bạn có thể thấy đây. Đây chính là cái mạch bên trong của nó nhá. Mình thấy là nó cực kỳ xịn sò luôn các bạn nhé. Ngon hơn rất nhiều so với cái đồng hồ Anlem Q1 mà trước đấy mình đang dùng đây. Mạch miếc của nó xịn sò và nó dùng các cái con IC IC chân rết chứ không phải là cái kiểu là đổ bãi cứt gà như cái con Anen Q1. Thì các bạn thấy ở đây nó có hai cái cầu chì, đây là hai cái cầu chì mà ở cái thang đo dòng, một cái cầu chì khoảng 600 ma một cái cầu chì là 10 ma Cái mạch ở dưới này thì là cái hàng phím bấm này thôi. Còn đối với cái mạch trên thì là cái mạch xử lý chính của nó thì trong đấy là cái con này chính là cái con xử lý chính này. Còn cái con này nó là cái con để hiển thị lên màn hình của chúng ta. Ở đây nó có một cái con trắng trắng này Thì đây là cái con rơ le nhé Cái con rơ le này nó sẽ dùng để chuyển mạch Đây cái này là cái cảm biến ở đây Nó có một cái anten của cảm biến NCV này, này Cái mặt dưới thì nó không có gì Mặt dưới thì nó phẳng lì thôi Nó không có gì cả Nên là thôi mình cũng không mở ra nữa Bởi vì các cái thiết bị đo này Mà mình can thiệp nhiều quá Thì cái độ sai lệch của nó là nó sẽ có thể xảy ra các bạn nhé Nói chung là mình thấy ngon rất đáng tiền mua mặc dù là giá thành nó cũng tương đối đắt nếu các bạn nào có nhu cầu mua thì các bạn có thể đặt mua theo cái link mà mình để ở trong cái phần mô tả video nhé rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nếu các bạn thấy video hay hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông đăng ký like chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn cảm ơn các bạn